Thần Nhi ơi, đây là phải đâu trong mặt mà hoàn toàn sự thật giữa thanh thiên. Thần Nhi ơi, có ai đến chứ? Thần Nhi! Cô! Thật là máu của tôi! Chỉ có một tay hát mà bà đã nhận ra là cháu rồi. Người trong thiếu hạ này, những ai hát bà đấy, đều là cháu bà sao? Đúng vậy, tôi thấy chỉ bằng một bài hát thật nghe cũng chính xác hơn bằng một thanh nhạc. Thanh không biết đâu thôi, vì lời của bài hát là do ta truyền lại cho mẹ của nhà thanh trước khi ta được vào cung vua làm hoàng hậu. Lời dạy nhà thanh quả nhiên là cháu của thầy. Đứng lên, thanh nhi đã trừ trước, đứng lên đi. Ta cho hoàng thượng hay biết việc này, chắc chắn ngục sẽ vui mừng. Khi biết được tin quận chúa còn sống, chẳng nhà thánh đúng là cháu ruột của ta. Riêng bao đại nhân không còn gì phải nói, mà là chẳng bất cứ trừ. Chỉ công vô tư, tài xuất quỷ nhập thần, ai bị bao đại nhân cùng với ai gia vào vẫn an chưa?
Một đứa kiêu ngạo hộm mình như nó mà hạ mình khóc lóc năn nỉ thảo xương, ta thật khó xử. Bác trai, bác trai hẹn tôi đến đây là chỉ nói chuyện của Hữu Hạnh thôi sao? Phải, vì chuyện của Hữu Hạnh nên bác mới hẹn con đến đây để cùng nhau tính toán. Hữu Hạnh nó bảo rằng nó yêu Thảo Sương và nhất định không bao giờ ly dị. Cái gì? Không chịu ly dị vì hắn yêu Thảo Sương à? Những lời nói của nó rất thành khẩn nên khiến bác xúc động và cả Thảo Sương cùng. Ông im đi, ông chứng kiến cho nó và Thảo Sương tâm sự. Ông chấp nhận nó yêu Thảo Sương là ông đã tự tát vào mặt ông. Phẩm cách của ông không chút gì tự trọng. Túc Minh à, sao người chẳng chút nể nang? Dầu sao đối với người ta cũng là cha mẹ. Nhưng ông đã binh vực người ta, tôi chẳng còn nể nghiêng. Người thiệt là hồ đồ, chẳng chịu nghĩ suy. Khi đêm trong phòng Thảo Sương là gây thân tình, Thảo Sương à? Không, không bao giờ. Tôi phải cùng đi với Thảo Sương. Trước lễ giao gia đình, Thảo Sương đã là vợ người ta. Tôi bất chấp lễ giáo, tôi phải cướp lại Thảo Sương khỏi tay Hữu Hạnh. Ta không cho phép. Ông mình những kẻ thù, tôi phải giết ông. Bởi vì tôi không thể nào mất Thảo Sương cho được. Bao nhiêu năm qua tôi đã nằm gái đêm mặt, chỉ chờ đợi hôm nay tôi phải ra tay. Tôi giết ông. Tôi phải dừng tay. Thảo Sương, con đã thấy rồi đó. Nó ngông cuồng lỗ mãn, con hiểu mà nói chuyện với nó. Cha đã hết nhiệm vụ. Thảo Sương, anh xin lỗi em. Anh thật quá hồ đồ mà. Anh không có lỗi gì cả. Có lỗi chăng là ba em đã sinh ra một đứa con gái như em. Thảo Sương, nghe bác trai bảo nó không chịu ly dị với em, cho nên anh muốn điên lên, nên anh mới... Anh có biết là cha mẹ em đã hết lời năn nỉ Hữu Hạnh cho em đi lễ Phật. Ba em muốn tạo ra hoàn cảnh để cho em được gặp anh. Thảo Sương ơi, anh không thể nào mất em. Em hãy cùng đi với anh, chúng ta không thể nào xa nhau được mà. Vì danh dự của ba mẹ em, vì bé Diễm, em không thể bỏ đi được. Tụng mình, anh mang dao theo định làm gì vậy? Anh chỉ tự vệ thôi. Sao, em có đồng ý đi với anh không? Anh Minh, cử chỉ của anh khiến cho em lo sợ quá. Anh hãy trao giao cho em, rồi em sẽ trả lời sau. Được, anh nghe em. Em nói đi, bao giờ thì chúng ta đem bé Diễm đi? Anh Minh, anh hãy bình tĩnh mà nghe em nói. Chỉ có anh mang bé Diễm đi, còn em thì ở lại. Tại sao lại như vậy? Em là gái của hai chồng. Chồng trước là tình, chồng sau là nghĩa. Em không thể bỏ ai, chọn ai. Không, em phải trả lời dứt khoát. Giữa anh và nó, em chọn ai? Anh...
anh là người yêu đầu tiên, mà cũng là trọn đời trọn kiếp của em, không bao giờ thay đổi. Nhưng em không muốn làm kẻ bất nghĩa, vì đối với hữu hạnh em đã quá ác độc. Phụ bạc với anh ta gieo bao mối hận suốt đời không quên, chấp nhận khổ đau dám dở từ buổi đầu, nuốt đắng treo cay đã 10 năm rồi. Em xót thương người ta nên nào lại, mà em không nghĩ rằng từ chuốc lấy khổ đau. Tàn cùng kiếm cúc nhà em. Nhưng hiện nay anh Hạnh đã ăn năn, đã hết lời gian xin tha thiết. Em chẳng nỡ lòng bỏ ra đi, anh ấy mang con về ngay quê nội. Tình yêu sau này nghe lời mà. Tương Minh, Thảo Sương, Thảo Sương ơi, duyên phận nóng đó trong tình trường, anh luôn đóng vai người chiến bài. Lúc mới yêu nhau, anh bị ông đuổi đi ra khỏi quê hương. Quay lại nay em lại bảo anh cho em yên tâm trọn đạo dơi bên chồng. Tình trước nghĩa sau, nhưng với anh em đã phụ lòng. Mặt dấu che đôi dòng nước mắt, lệ vui mừng hay là lệ khóc chia ly. Em nói đi, em hãy nói cho lòng anh không còn ngấm mức. Tình của đôi ta phải chăng đã thành gió thoảng mây bay? Bây giờ tận mặt nhau đây, sông tận núi sợ cách ngăn ngàn trùng. Vì anh chưa hiểu được tình con, nếu anh mà ôm nó trọn vòng tay, anh sẽ ấm lòng cứu phụ tử tình thân. Chúng ta có một đứa con là đường đi đã ban cho ta nghị lực để chiến thắng mọi gian. Chúng ta mai sau là bé diêm, anh hãy bỏ tim nhỏ nhen ích kỷ. Tình đã dở dang rồi tiếc nuối mà làm chi. Anh Minh, anh hãy nhớ, ngày mai anh hãy lo sẵn chiếc xe, em sẽ đưa bé diêm đến cho anh. Thảo Sương, em... Cô hai, ông Du đã đem xe đến rước kìa. Anh Minh, tạm biệt anh. Thảo Sương.
Dạ thưa chị, chúng tôi ở đây cũng đã lâu, và lại hai trẻ cũng hòa thuận rồi, nên xin cáo biệt chị Xui để trở về. Dạ, trước khi anh chị trở về, để tôi bảo chúng nó lo bữa tiệc rượu để đưa tiễn anh chị Xui. Thưa, khỏi phiền đến các con, chỉ có một việc muốn được chị Xui giúp đỡ à. Dạ, thưa việc chi đó anh Xui cứ nói đi. Dạ, vợ chồng tôi muốn thưa với chị Xui, xin đưa bé Diễm về Vĩnh Long á mà. Trong nhà thiếu chi tôi tớ, sao anh chị lại xin ngay con bé Diễm vậy? Dạ, thấy nó ngoan ngoãn nên chúng tôi rất thương, muốn đem nó về Hữu Hỷ sớm hôm đó chị. Vậy à, lành đâu. Vào mời mở hai rồi kêu bé Diễm ra đây luôn nghe chưa. Ông nói giấu gì anh chị, Thảo Sương rất thương con bé, cho nên tôi phải hỏi ý nó xem thế nào mới được. Dạ, dạ thưa mẹ, mẹ gọi con có việc chi? Con nè, anh chị Xui đây định mai trở về Vĩnh Long, xin mẹ cho bé Diễm đi theo, bởi vì nó là người của con, thành ra mẹ phải hỏi ý con như thế nào. Dạ, dạ thưa mẹ, nếu ba mẹ con thấy thương nó thì con bằng lòng. Bé Diễm à, con hãy theo ông bà nghe. Không, mẹ hai ơi, con xin mẹ hai đừng bắt con phải ra đi. Hãy cho con ở lại nơi này, ngày tháng dần trôi, con cũng đã quen rồi. Nhà ông bà đi ở tận xứ xa, còn con chẳng có người thân, con chớ nên lo buồn. Ông bà đây cũng rất thương con. Mẹ Diễm ơi, con nên nghe mẹ, chỉ buổi đầu lần lửa sẽ quen thôi, mẹ đã nhất định rồi. Không hiểu nổi mấy người mà. Bây giờ mày là một đứa con cô Cúc, bà nội mày đã bán cho tao để làm tối tớ trong nhà này, tại sao mày dám không nghe lời của chuột hả? Dạ, xin chị Xui chơi giận, để tôi khuyên bảo nó từ từ. Thôi, được rồi, được rồi. Bé Diễm, vô đi, để rồi tao bàn lại với cậu hai mày cái đã. Dạ, con đội ông bà. Dạ, chúng tôi xin phép bà. Dạ bẩm bà, bà có thấy cái việc ông bà ấy xin bé Diễm là lạ không bà? Tao cũng thấy hơi lạ đó. Nhưng mà họ bảo thấy nó ngoan ngoãn nên mới thương. Dạ thưa bà, con để ý thấy cử chỉ của mợ hai đối với bé Diễm không phải bình thường đó bà. Dạ, có việc chi vậy mẹ? Con ngồi xuống đi. Hôm nay là anh chị Xui đến chào mẹ để về, và họ muốn xin mẹ cho con Diễm nó theo. Nhà ta bao nhiêu đứa tôi tớ, tại sao lại xin bé Diễm? Rồi Thảo Sương nói thế nào? Thảo Sương đồng ý rồi, nhưng mà bé Diễm thì nó không chịu. Hữu Hạnh nè, mẹ nghe con Lành nó nói là tình cảm giữa họ với bé Diễm á, chắc là có vấn đề đó con. Dạ đúng vậy á, thưa cậu hai. Hôm ông bà mới đến, con rình thấy họ với mợ hai ôm bé Diễm mà khóc. Rồi một việc nữa, mỗi lần con rầy la bé Diễm, mợ hai binh nó gây sự với con, nghi nó có quan hệ mật thiết với mợ hai. Ê, không biết nó có phải là tôi cấm gì. Từ nay nếu gì còn xúc xỉm Thảo Sương lần nữa, tôi không tha đâu. Đi đi Hữu Hạnh, con nên bình tĩnh để nghe mẹ nói mà xét đoán sự việc cho nó chính xác. Lời của con Lành nói cũng không thể không tình yêu cần nghĩ suy.
anh cũng khá lâu. Mẹ nghe gì nành hay nói bậy, việc qua rồi nên để cho nó qua. Không, mẹ đâu phải kiếm điều gây chuyện. Nè con à, về việc con bé Diễm đó hả? Có nguyên do khi mà nó thăm mộ trở về thì Thảo Sương thay đổi hoàn toàn. Nó đau thương, nó lãng như là mất hồn vậy. Đối với bé Diễm thì binh vực thẳng tay, còn ai mà không biết việc này. Nếu mà sự thật phơi bày thì còn gì danh giá nhà ta. Nè, con biết không, mẹ còn nhớ hôm mà bé Diễm nó lén đi thăm mộ bà nội nó đó. Lúc về mẹ giận quá, mẹ mới lấy roi đánh nó. Thì con Thảo Sương nó đau, nó phẫn nộ, nó hét lên: đừng đánh nó không phải là con ở. Nó không phải là con ở là sao? Con nghĩ sao về phản ứng của nó hả? Nó không phải là tôi tới trong nhà này, chứ nó là ai hả? Con không tin, con không tin đâu. Nếu có sự thật đó, tại sao đêm tân hôn Thảo Sương không nói ra luôn? Đêm đó nếu Thảo Sương là người dối trá thì con đã bị cổ che lấp mất. Trái lại, cổ rất thành thật. Việc này con không tin, con không tin đâu. Vậy thì con cứ đến hỏi nó đi. Đây đi. Trời ơi, có đúng như vậy không? Ta phải hỏi cho ra lẽ. Lại bắt con theo ông bà về Vĩnh Long. Mợ hai không thương con nữa phải không? Bé Diễm mà, mợ hai thương con lắm, cho nên mợ hai mới muốn cho con theo ông bà về Vĩnh Long. Con biết ông bà cũng thương con, nhưng mà nội đã bán con làm tôi tớ ở đây và dặn phải ở gần mợ hai. Con phải nghe nội. Giả lại ở đâu thì cũng làm tôi tớ mà thôi. Không đâu bé Diễm mà, con theo ông bà về Vĩnh Long là con không còn làm tôi tớ nữa. Vì ông bà đây là ông bà ngoại của con đó. Hả? Vậy ông bà là ông bà ngoại của con? Đúng vậy, ông bà là ông bà ngoại ruột của con đây nè. Hèn chi mà lúc mới đến ông bà ôm con mà khóc. Nhưng mẹ con là ai, ở đâu? Mẹ của con chính là mợ hai nè. Mợ hai là mẹ của con. Phải, mẹ là mẹ ruột của con đây. Không, không bao giờ mợ hai là mẹ ruột của con được. Mẹ gì? Không, mợ hai, vì nếu là mẹ thì tại sao một năm nay mẹ chẳng nhận nhìn con ai tại đây để con bị người chửi mắng mà không động tâm. Ngày xưa lúc con xa đời sao đành đêm bỏ con. Trời ơi, nỗi đau trong lòng làm sao thu lộ ra đây. Diễm cháu, mọi việc ngày xưa là do ba. Mọi việc xảy ra đều do ý trời sắp đặt. Con không gieo vào đầu trẻ thơ những ấn tượng không hay. Bé Diễm, con không tin mợ hai là mẹ con cũng được, nhưng con phải tin ông bà đây là ông bà ngoại của con. Tất cả mấy người đều chan hòa nước mắt. Bây giờ thì tôi mới rõ tại sao ông bà lại xin bé Diễm. Cha muốn đem bé Diễm là muốn bảo toàn hạnh phúc cho vợ chồng con. Bảo toàn hạnh phúc? Như vậy lúc mới đến đây ông bà đã biết rõ hết mọi chuyện mà cố tình giờ dính qua mặt tôi. Mày đâu, lôi bé Diễm theo ta. Lôi đi. Hữu Hạnh, nếu ngươi không thương bé Diễm chớ trách ta không nể tình. Ông làm gì được tôi chứ? Ông chỉ là viên quan lại đã hồi hưu, một ông già bị đời đào thải, ông còn lên mặt với ai nữa chứ? Anh Hạnh,
Hạnh, cô còn muốn nói gì nữa đây? Dạ nhân, đem bé Diễm đi. Không, mẹ hai, ông ngoại. Bé Diễm, trời ơi, tức chết mẹ trời. Đòi gặp cho được mợ hai là sao? Nói, nếu mày mà gian dối một lời, tao đánh chết chẳng ra. Nói, nói. Mẹ à, mẹ, mẹ ơi, con lại mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy tha cho bé Diệp khỏi chịu cảnh rồi đó. Mà lòng nó chẳng cam, con xin mẹ hãy bao dung. Chỉ vì một đứa tôi đòi mà con khóc lóc van xin mẹ. Con chưa nên nặng tình cảm mà quên thân hay phận mình. Tôi là một kẻ ngu ngốc dại khờ, đầu cuối mặt đứng nhìn ai cho dơ dáng giải hình. Kìa, anh Hữu Hạnh, anh Hữu Sương, cô lợi hại lắm. Cô đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Anh Hữu Hạnh, tại sao mày lại xuất hiện? Nếu không có mày, Thảo Sương sẽ còn ngày nhớ đến tao. Mày tồn tại làm gì cho hình bóng kia sống vậy hả? Lừng mơ. Một hình bóng vô hình đã làm cho tao khổ sở 10 năm rồi. Bây giờ theo sự hiện diện của mày, tao phải làm sao đây? Mày kế thừa cha mày để làm khổ tao phải không? Làm khổ tao phải không? Giữ nó lại, không cho gặp mợ hai nữa. Mẹ Diệm, mẹ Diệm đâu? Mẹ Diệm. Kìa, chị Thảo Sương, chị hãy bình tĩnh lại đi. Chị đừng nên quá xúc động mà sẽ có hại cho thân. Rồi ai sẽ lo cho bé Diệm? Em đã biết hết rồi à? Dân, em đã biết. Chị Thảo Sương, tin bé Diễm là con riêng của chị đã làm rung động mọi người. Phản ứng của mẹ, của Hữu Hạnh, nói đúng thì không phải, mà nói sai cũng không phải. Em thật là đau xót trước cảnh tình của chị, nhưng em không biết cách nào để giúp đỡ được chị đây. Minh Lan, Minh Lan ơi, chị khổ quá em ơi. Chị Thảo Sương, cô lúc nào cũng kể lễ quán trách thương thân xót phận, còn tôi thì sao đây hả? Anh Hữu Hạnh, em gian anh đừng hành hạ chị Thảo Sương nữa mà. Không việc gì đến em. Cô kể lệ nỗi khổ của cô, cô có biết nỗi khổ của tôi không hả? Tôi hận gã kia đến xương đến tủy. Vậy mà mỗi lần ngài tỉnh trưởng hỏi có chuyện chi, tôi không mở miệng được. Mỗi lần nghe bọn tôi tớ sầm xì to nhỏ về cô,
Tôi bịt cả hai tay lại nè, cô biết không? Vậy thì anh hãy giết tôi đi. Anh hãy trút cả lên đầu tôi bao nhiêu tội lỗi, mà tha cho đứa bé thơ vô tội và những ai đã làm cho anh điên đảo quanh cuồng. Tôi như cánh phù dung đang trôi nổi giữa dòng, có tan nát tả tơi hay bền bồng theo lượng sông, có gì đâu chỉ một cánh hoa rơi. Ngày ngày đau xót trong niềm đau, không ngày xa chúng thân phong trần trôi nổi, sống chi chỉ thêm đau lòng. Thành ơi anh bao đành tự tay mình bóp lát con tim, anh làm khổ thảo sơn là tự tay anh giết chết cuộc đời mình. Hữu Hạnh, anh hãy nghe em, hãy nghe lời em mà. Mình Lan, em không hiểu đâu. Còn cô, lúc nào cô cũng chỉ có bé Diễm, cô hy sinh cả mạng sống cho nó. Còn tôi là chồng của cô mà cô không một chút đoái hoài. Tại sao vậy? Từ nay tôi cấm cô không cho gặp nó nữa, nghe rõ chưa? Hữu Hạnh, Hữu Hạnh, trời ơi. Kim Cúc, trời ơi, kìa Đức Văn, anh mạo hiểm quá à. Nè, lỡ có ai bắt gặp thì tôi khó sống lắm anh biết không? Trời ơi, tôi đợi chờ mấy ngày rồi mà không thấy cô, nên mới nghĩ cách lén vào đây. Nhưng mà bây giờ có chuyện gì anh nói mau đi. Cái chuyện mà cậu tôi bị cậu hai nhà này sỉ nhục nè, cậu tôi tức đâm ra bệnh, bây giờ nằm ở tiệm Đồng Tâm á. Cậu tôi nói là bé Diễm và cô hai đang bị Hữu Hạnh hành hạ nên bảo tôi đến đây hỏi thăm. Trời ơi, khổ lắm. Từ lúc đó đó cho tới nay nè, bé Diễm bị bà giữ luôn ở trong phòng, không cho cô hai gặp mặt. Còn cậu hai thì như điên vậy đó, không biết bão tố sẽ nổi lên lúc nào nữa đây. Cô hai thì ngày đêm khóc lóc đau thương, khổ sâu đau mắt nhìn cô héo gầy. Nóng lòng tôi muốn chia cùng đau khổ mà không cách nào. Ngày tháng cứ dần qua, tôi e thắm tình đưa đến. Thì hôm nay tôi tìm đến nơi đây là để cùng cô bàn việc ngày mai. Cậu tôi nhờ gửi bức thơ, cho nên tôi chạy rút tới đây nhờ cô trao đến cho cậu hai hẹn đến gặp người. Trời, hẹn cậu hai hả? Trời ơi, đâu có gì đâu mà cô phải lo sợ, chỉ trao đổi về việc của bé Diễm thôi. Nhưng mà bức thơ này tôi không dám nhận và trao cho cậu hai đâu. Tôi cũng biết trước là cô không dám nhận mà. Biết trước sao còn trèo tường vào đây làm chi vậy? Tôi biết sáng nào cô cũng hái qua nên tôi lén vào gặp cô cho cho cái gì? Cho đỡ nhớ. Trời ơi, cái anh quỷ này. Kìa, anh làm gì anh nhìn tôi dữ vậy? Tôi muốn nhìn kỹ gương mặt của cô để ngày mai đây tôi với cô ngà dặm chia xa, sẽ ghi trong lòng mãi không xóa mờ. Anh này nói gì kỳ cục không? Sao lại
đây cô đi theo chồng, tình thân ta đã gắn chia nhau rồi. Làm gì mà có chuyện lấy chồng? Hả? Cúc, vậy là Cúc không lấy chồng hả? Trời ơi, không lấy chồng, không lấy chồng. Mừng quá cha mẹ ơi, không lấy chồng. Cái anh quỷ này, người ta đang rầu muốn chết vậy đó mà còn ở đó đùa nữa. Bây giờ cái thơ hẹn hò này nè, bây giờ sao đây? Ai biết sao? À, anh ơi. Sao? Sáng nào cậu hai cũng đến dinh của tỉnh trưởng. À, ổng sắp đi rồi đó. Anh ra cổng trước đứng chờ trao thơ cho ổng đi. Đi, đi. Bây giờ tôi đi nghe. Nhớ Cúc đừng lấy chồng nghe. Trời ơi, trông ảnh giống y như là một phi hành đại đạo vậy đó. Lâm Hạo, ông hẹn tôi đến đây để làm gì? Tôi mời ông đến đây là để bàn việc về bé Diễm. Ông có liên quan gì đến con bé ấy? Không riêng gì về bé Diễm, mà cả đến Thảo Sương nữa. Vì tôi không phải là Lâm Hào, chủ tiệm mua bán đồ cổ. Vì ông là ai? Có liên quan gì đến Thảo Sương và con bé đó? Tôi là Lý Tuấn Minh, người yêu của Thảo Sương và là cha của bé Diễm. Cái gì? Ông nói, ông nói ông là cha của bé Diễm mà. Phải. Mấy năm trước, chỉ vì địa vị cách ngăn nên tôi bị ông bà phán đuổi đi khi tình đang nồng thắm. Tưởng đâu đã gửi thay nơi xứ người, mai nhờ được cha nuôi và tạo dựng sự nghiệp cho đến hôm nay. Nửa năm trước, tôi có tìm đến đây, thấy ông và Thảo Sương hòa thuận nên tôi nhường nhịn cho người yêu tôi được hạnh phúc bên chồng. Nhưng bây giờ sự việc không như tôi tưởng, cho nên hôm nay tôi muốn nhận lại vợ con tôi đã cách xa mấy năm trường, bao khổ sầu đau thương mới tìm lại được người thân. Tuấn Minh nói đúng, sự tình chẳng sai, con nên cảm thông rộng lượng khoan hòa. Im đi, đừng mở miệng nói những lời vì ông là người tước trọng tuổi cao, ông đã quên đạo lý nhân luân. Con gái ông tính gả đến mấy lần? Tao đây mới chứ thật là chồng. Ngày xưa trước mặt thần linh đã cùng xương thể ước trăm năm, sắc son quy chẳng đôi vời. Dầu ông có nói thế nào, ta thề suốt kiếp không rời Thảo Sương. Nếu con ngoan cố, ta bắt buộc phải dùng đến vũ lực. Tôi thách ông đó. Ông để con. Ra là mày, một con chó dữ nhà, luôn dọn rừng cho chủ mày lén lút làm việc xấu xa. Khốn kiếp, tao cấm mày nói chạm đến danh dự của Thảo Sương. Danh dự à? Danh dự gì? Cái thứ lạc lầm, cái loài đàn bà trắng nết, đã có chồng rồi mà còn đua đòi ông bướm. Mày đừng nói vậy, Thảo Sương không phải là loại người đó. Mày hãy nói rõ cho tao nghe, nếu mày còn can đảm, có phải mày đã từng hẹn hò cùng giận tao đi mày trò trăng gió? Mày nói đi, có đúng hay không? Có. Nhưng không phải đến đây là để hẹn hò. Không hẹn hò chỉ đến làm gì? Thảo Sương đã đến đây 3 lần là để báo tin cho tao tìm mẹ tìm con, không ngoài như gì khác. Còn lần chót đã nói rằng mày hành hạ Kim Cúc giả mang. Tao với Thảo Sương rất trong trắng, mày đừng lấy bụng tiểu nhưng mà đo lòng quân tử. Bây giờ mày trả lời đi,
có chịu trả vợ con của tao lại cho tao hay không? Mày đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hữu Hạnh, ta cha sai lầm mà cả ba chúng ta đều đau khổ. Cha muốn con nên suy nghĩ lại, hãy buông tha cho Thảo Xuân, để cha con chồng vợ sum hiệp với nhau. Trả Thảo Xuân cho hắn à? Đúng ông là một người không biết lẽ phải. Bây đâu, hãy đưa hắn lên đầu, trói lại và canh giữ hắn. Dạ. Thả tao ra, thả tao ra. Tao truyền báo cho chúng bay biết, tao mà ra khỏi nơi đây thì ngài tỉnh trưởng sẽ tóm hết chúng bay. Thả tao ra, thả tao ra. Báo cho bà rõ, Hữu Hạnh đang ở tại tiệm tôi. Xin đưa Thảo Sương và bé Diễm đến, chúng tôi sẽ giao trả Hữu Hạnh. Túng mình. Trời, trời ơi. Chúng nó muốn bày trò gì nữa đây? Minh Lan, con bảo Lão Du lấy xe đưa mẹ lên tỉnh trưởng mau lên. Mẹ, mẹ ơi, không được đâu mẹ ơi. Chồng con đang trong tay họ, mẹ không nhớ câu ném chuột vỡ bán sâu. Dạ, con xin phép nói chen, biết đâu câu chuyện này do mợ hai bày ra sao? Mày nói có lý. Được rồi, kêu mợ hai mày lên đây đi mau. Dạ. Mẹ ơi, việc này con nghĩ không liên quan đến chị Thảo Sương đâu mẹ à. Dạ. Dạ thưa mẹ, mẹ cho gọi con có việc gì? Nè, con xem đi, có phải cô đã a tòng với bọn họ để mà hại Hữu Hạnh không hả? Mẹ ơi, con không hề biết chuyện này. Mẹ, con xin mẹ, mẹ cho con đến đó để con hỏi cho ra lẽ. Cái gì? Đến đó để hỏi cho ra lẽ à? Hay là cô định muốn gạt tôi đến đó để họp mặt với tình nhân phải không hả? Cô hại con tôi đến mức này cô chưa vừa lòng nữa sao? Còn cha mẹ của cô nữa, lại muốn gạt tôi đến bao giờ mới thôi? Dạ, dạ con cố đi mẹ. Đã mấy lần cô đến gặp tình nhân, thân của tôi tan nát, với thằng con trai duy nhất của họ đi như là nửa tình nửa điên. Con xin mẹ bình tâm nghĩ lại, và đúng là con có lỗi với chồng con, không làm tròn dâu con với mẹ. Nhưng con không phải là người vô nghĩa, đã có chồng con mà lại vô nghĩa. Thôi 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 thôi, thôi qua em đi. Cũng không có ra gì tiếp tay với tên vô sĩ để bắt người. Dạ, cha con làm vậy cũng chỉ vì con thôi. Xin mẹ an tâm, con sẽ mang anh Hữu Hạnh về, trả cho Minh Lan một người chồng, và trả cho Hữu Đức một người cha. Cô tốt như vậy sao? Nhưng mà làm sao tôi tin cô được? Dạ, dạ thưa mẹ, bé Diễm đang ở trong tay mẹ. Con giàu có mấy lá gan cũng không dám làm việc chi sai trái đâu mẹ à. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy để cho chị con đi.
Rồi, được rồi. Đây đây. Dạ, con đội ơn mẹ. Sương à, em muốn nói gì thì phải... Tuấn Minh, anh đừng như vậy mà. Em đã nói bao nhiêu lần mà anh không hiểu. Em có làm gì là cũng chỉ nghĩ đến anh và con thôi. Lúc nào em cũng lo cho sự an nguy của cha con anh. Anh hãy tin em đi. Thảo Sương, thôi được, đến đây làm gì? Tôi không ly dị đâu, tôi không buông bỏ cô đâu, các người đừng có hòng. Đừng mong tôi ly dị. Hữu Hạnh, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh nghe em nói. Không, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Cô đi đi, cô đã đánh quỷ tôi mấy lần, tôi đều cố gượng đứng lên được, nhưng bây giờ giết tôi đi, tôi muốn chết thôi. Hạnh, anh hãy thông cảm cho nỗi khổ của em. Em đâu muốn anh phải như thế này. Cô định làm gì? Để em mở trói cho anh. Cô mà cũng biết thương tôi nữa sao? Cô đang thương hại tôi thì đúng hơn. Không, tôi không mềm lòng để cô tiếp tục lợi dụng nữa đâu. Tôi không tin cô đâu. Hữu Hạnh, con người đâu phải là cô. Em xin đem tấm lòng của người mẹ mà thề. Nếu anh muốn tha cho bé Diễm về với cha của nó, em sẽ ở lại cùng anh để chung một gia đình trọn đời. Nguyện ước cho em Thảo Sương. Hữu Hạnh, em rất cảm ơn anh. Em sẽ về thưa mẹ để mang bé Diễm đến ngay. Tạm biệt anh. Thảo Sương, sao em đã nói gì với hắn? Em nói sẽ mang bé Diễm đến. Hắn bằng lòng trả em và con cho anh à? Không, chỉ một mình bé Diễm, còn em ở lại. Không, không thể được. Em phải đi với con, nếu không anh sẽ giết nó. Anh Tuấn Minh, anh không nên liều mạng giết người. Luật pháp chẳng dung, anh đừng nóng nổi ra tay. Thảo Sương à, sinh mạng của anh chẳng khác gì là con dài. Dầu cho con mất đi như một chiếc lá rơi. Nếu mà
mà anh không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến chung quanh. Nếu mà anh bị tù đày, bé Diệp sẽ ra sao? Cũng chỉ em đây đối với anh hữu hạnh, em có lỗi với anh ta, em xin anh hãy buông tha. Thảo Sương à, không lẽ chúng ta phải chịu xa nhau suốt cuộc đời này sao em? Tạm thời ta phải giữ cho được bé Diễm, rồi mọi việc tính sau. Anh Minh, anh đừng quá nóng nảy mà hư việc. Nguyện vọng của bé Diễm là nó muốn được gặp cha. Anh thương nó thì hãy để cho con nó được gặp anh. Em tin là trời sẽ không chia cách chúng mình mãi đâu. Em về nha. Mợ Hai nói với bà rằng con đem sinh mạng con ra bảo đảm sẽ đem ngũ hạnh về cho mẹ. Rồi mợ Hai đi, con thấy bà và mợ Ba đều khóc, rồi cho con đến ngủ với mợ Hai nữa. Bà nói cháu đi với mẹ cháu đi. Vì bà đã biết bé Diễm là con của mẹ, con ở đây với mẹ đêm nay, rồi ngày mai mẹ sẽ đưa con đến gặp ba của con. Con sẽ có ba nữa sao? Ngày mai con sẽ gặp ba con. Thật hả mợ Hai? Ba con là ai vậy? Ba con là người mang ngọc đến nhà mình hôm nọ. Lúc mẹ bảo con trao tiền cho ông ấy, chính là mẹ muốn cho cha con được nhìn nhau. Ba của con tên gọi là Lý Tuấn Minh. Cuối cùng rồi con cũng được gặp ba. Phải khi nội còn sống thì nội mừng biết mấy. Nhưng con đi gặp ba, còn mợ Hai thì sao? Mẹ, mẹ phải ở lại con à. Con hãy quên mẹ đi, coi như chưa từng gặp được mẹ. Không, con không thể quên mợ Hai được. Thôi, khuya lắm rồi, con đi ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm hả? Mợ Hai cũng đi nha. Chiếc áo mẹ mai cho con còn dở, để mẹ mai tiếp cho con. Con ơi, chiếc áo cuối cùng này mẹ mai cho con, khi lòng mẹ nát tan thương hờn. Mẹ rồi lại phải chia
chẳng biết mẹ cha. Con hãy về với cha con, cho phụ tử được trùng qua. Còn mẹ, mẹ sẽ tính sao? Ngủ đi con. Dạ. Giỏi nha bé Diệm, con được về ở với ba với ngoại là hạnh phúc lắm rồi. Con hãy ngoan nha con. Cảm ơn mợ ba. Bé Diệm, mày đi rồi không biết chừng nào tao mới gặp được mày nữa. Tao tặng mày cái tổ chim này nè, lâu lâu về thăm tao nha. Cảm ơn cậu, Diệm sẽ nhớ cậu mãi. Chứ cha con đi. À khoan 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 đã, con hãy bảo họ đưa Hữu Hạnh đến đây đi. Anh Minh, xin anh hãy chăm sóc cho bé Diễm. Bé Diễm, lại đây cháu, hãy đến với cha của con đi. Ba, về đi Thảo Sương. Em đừng quên lời hứa với anh. Về đi em. Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ. Mẹ gì? Con hãy về với cha con đi. Tha lỗi cho mẹ. Tôi mệt. Tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ Diễm. Diệm, hãy về với cha. Mẹ con phải ở lại với người ta. Đó là lời hứa của mẹ. Cha rất đau lòng, chứ không biết phải làm sao đây con à. Bé Diệm. Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con. Bé Diệm. Thảo Sương, anh mong em giữ lời hứa với anh. Về đi em. Sửa lại cho bé Diễm mấy cái áo. Từ ngày bé Diễm đi tới nay, cô không ăn không ngủ, suốt ngày hết cắt đến mai, rồi hết mai đến khóc. Tình trạng này kéo dài hoài, cô làm sao sống nổi chứ? Chị sống làm gì chứ, khi đâu đâu cũng gợi lại hình bóng con Thương. Tiếng nói của nó, giọng của nó cười ấm chan như còn đó, làm cho nhói đau lòng chị. Dù sao thì bé Diễm cũng đã được sống gần ông bà ngoại và cha ruột,
cũng ít khổ hơn là những ngày làm kiếp tôi đòi. Không, chị biết bé Diễm sẽ không vui sướng đâu. Nó rất nhớ chị. Nó vừa gọi chị bằng mẹ thì đã phải xa chị rồi. Để chị mai cho nó mấy chiếc áo này, khi mặc vào nó sẽ bớt nhớ mẹ của nó. Thảo Sương, con lấy hàng này may áo cho bé Diễm đi, đừng có sửa áo con lại nữa. Dạ thưa bà. Mẹ, mẹ mang hàng đến cho con may áo cho bé Diễm mà. Phải, con may xong rồi á, mẹ bảo người mang đến cho bé Diễm. Cốt, con đem áo của mợ hai đem cất vào tủ đi con. Mẹ, mẹ không giận con nữa sao mẹ? Thảo Sương, nếu nói đến mẹ chồng và nàng dâu thì từ lúc cưới con về cho hữu hạnh, mặc dù mẹ và con không một ngày hòa thuận, nhưng xét theo nỗi lòng của một bà mẹ, mẹ không thể nào dằn được niềm chua xót khi nhìn con ngày đêm héo hắt. Nỗi nhớ niềm thương triều nặng dai gầy, mà sâu đậm càng lắc lại càng ghi đầy. Có nhiều đêm mẹ đến nhìn quá khung cửa, thấy con ngồi bên thềm bất động mong hồn như gửi tận nơi xa. Mẹ mới hiểu rằng tình nào cũng có thể cách chia, nhưng tình mẫu tử là thiên thu bất diệt. Con hãy nghe lời mẹ khuyên mà cố ê gượng, mẹ sẽ tìm lời mà thuyết cây phục chồng con. Mọi người đều ủng hộ cho Thảo Sương à. Thảo Sương, em dựa vào mẹ và Minh Lan để chống lại tôi à, phải không? Có đúng như vậy không hả? Không, không phải như vậy đâu anh Hữu Hạnh à. Chị Thảo Sương đã cam lòng chịu đựng tất cả chỉ vì con. Nỗi thống khổ của chị đã làm xót lòng những bà mẹ như mẹ, như em. Nếu có một ngày em bị chia cách với con, chắc là em sẽ đau buồn đến chết thôi. Hữu Hạnh, xin anh hãy dẹp đi lòng dị kỷ mà sống lại tình người. Hữu Hạnh, con có biết không, Thảo Sư đã ngồi bảo đêm để mai từng chiếc áo cho bé Diễm. Mỗi mũi chỉ đường kim là giọt máu tươi rơi vào chiếc áo, và cũng rơi vào tim ta làm mềm lòng sắt. Bà mẹ biết thương con. Con sẽ làm cho Thảo Sương phục tùng con. Con sẽ làm cho mẹ thấy. Dẹp, dẹp hết đi. Bỏ đi, bỏ đi, dẹp hết tất cả đi. Hữu Hạnh, anh còn muốn gì nữa chứ? Anh không thấy là em đang từng ngày đem tình cảm để sống với anh sao? Sống với tôi, tôi sẽ không bị cô gạt nữa đâu. Từ lúc tôi được tha về, cả nhà ai cũng chúc tụng mừng vui. Nhưng chuyện của cô lúc nào cũng đem bộ mặt đưa đám ra mà trêu ghẹo tôi. Tôi không chờ được nữa. Cô hãy giữ lời hứa đi. Nếu không, tôi sẽ sang bằng tiệm đồng tâm cho cô thấy. Anh Hữu Hạnh, anh Hữu Hạnh, Hữu Hạnh, Hữu Hạnh con. Trời ơi, cô hai, cô hai. Con đến đây à?
khỏi chịu cho người phá bỏ bây giờ. Kìa Hữu Hạnh, con đừng có nóng nảy, để mẹ bảo nó mở cửa cho. Thảo Sương à, Thảo Sương, mở cửa đi con, có mẹ đây nè, không có sao đâu, mở cửa đi con. Bà, cậu hai. Bé Diễm, tại sao mày dám đến đây? Cha mày suối mày phải không? Đi ra, trở về với cha mày mau. Cậu hai, từ nhỏ đã không có mẹ, xin cậu hai cha mẹ lại cho con. Con là cậu hai, hãy làm phước muốn tha cho mẹ con mà. Con của tôi. Cậu Hạnh ơi, em xin anh hãy tha cho mẹ con họ được gần nhau mà. Em gian anh mà. Cha ơi, con cũng lạy cha. Cha chở má lớn cho bé Diễm đi cha. Giang xin cầu khẩn, một lần nữa tôi lại xa vào cạm bẫy của các người. Được, mẹ Diễm, mày không trở về với cha của mày thì đi theo tao. Bà Lanh, Lão Du, động kinh tất cả cửa lại. Mẹ ơi, mẹ Diễm, mẹ Diễm. Hãy mở cổng, mở cổng. Chết rồi, cửa đóng chặt làm sao đây? Cậu yên tâm, để con leo vào mở cổng cho. Hữu Hạnh đâu? Hãy giao bé Diễm lại cho tôi. Con hai, bé Diễm. Hãy trả bé Diễm và Thảo Sương cho tôi. Đừng hòng. Tất cả hãy xông vào. Chúng mày muốn chết à? Hữu Hạnh, Thảo Sương. Trời ơi, cô hai. Thảo Sương. Hai ơi, cô hai. Bà Phủ, mời bác sĩ mau. Mẹ. Thảo Sương, sao con lại làm như vậy? Bẩm bà và các vị, tôi đã cầm máu, nhưng vết thương đã tới phổi, e không cứu được. Thảo Sương con, mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ. Trời ơi, hãy đưa đi bệnh viện đi, nhanh lên. Không, đừng. Thảo Sương, đừng đưa đi. Xin hãy nghe tôi nói. Cô hai, các người ai để cho mọi thù hận theo tôi tan biến xuống quần một. Thảo Sương, cha đã giết con. Chẳng qua do định số. Ba mẹ nhớ quá đau lòng. Mẹ ơi, cô hai, bé Diễm. Mẹ, mẹ ơi, con của mẹ, lòng mẹ tràn yêu thương. Xin vẫn dương làm chi.
em đừng bỏ anh mà thao xương. Hữu hạnh, tao căm hận mày. Đức Văn, cô hai đã hy sinh sinh mạng là muốn hàn gắn lại mối thù hận đau thương. Đừng làm uổng công người nữa mà. Tôi xin mọi người cho tôi gặp riêng Hữu Hạnh. Hãy tôn trọng lời cô hai. Hữu Hạnh, Thảo Sư nó muốn gặp con đó. Thảo Sư, tha lỗi cho anh. Anh không muốn như vậy đâu em ơi. Anh còn hận em nữa không? Không. Người đáng hận là anh nè. Anh, vợ chồng ở với nhau bao năm, em đã nợ anh nhiều quá. Kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh, sẽ yêu thương anh trọn lòng. Kiếp sau em sẽ yêu thương anh trọn lòng. Thảo Sương ơi, lần đầu tiên anh được nghe em nói tiếng yêu thương giống mùa màng. Khi anh em đã khổ đau tàn hương sắc, đến nay nghĩ lại trong những vết nhau, bởi anh sai lầm để lỡ là Thảo Sương ơi, nếu có phép màu nào làm cho em khỏe mạnh lại, anh nguyện hy sinh cả mạng sống của mình. Em không thể nào chết được. Đừng. Sương ơi, đừng anh. Thảo Sương, đừng tạo thêm ân nợ mà em chết không nhắm mắt. Không, không thể được. Em còn một nguyện vọng muốn xin anh. Được, anh sẽ chịu hết mọi nguyện ước của em. Nói đi, nói đi em. Em muốn. Em muốn gì? Em muốn được gần tất cả người thân trong giây phút cuối. Dần dần dần, anh sẽ làm vừa lòng của em. Nhưng anh cần cho em biết rõ, trước kia vì yêu em mà anh không tha thứ cho họ, còn bây giờ anh chấp nhận tha cho họ cũng vì anh yêu em. Anh yêu em. Em hiểu. Cảm ơn anh. Tuần Minh, Thảo Sương là của ông đó. Ông lại đưa cổ đi đi. Đi đi. Ba, mẹ, Tuấn Minh, bé Diễm, cuối cùng giấc mộng đã thành sự thật. Gia đình mình được đoàn tụ. Hãy đưa con về Vĩnh Long. Con muốn được chết ở căn phòng của con. Đức Văn, Kim Cúc, hãy lo xe để ta đưa cô về Vĩnh Long. Dạ, xe đã có sẵn rồi. Xin phép chị Xuân, chúng tôi tạm biệt. Anh chị cứ tự nhiên.
mẹ. Thảo Sơn, Thảo Sơn, con không lại giả tự mẹ được. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Thảo Sơn, người ta đâu phải là con kia, không chỉ con là ân nhân đã cứu mạng của hạnh. Lần biệt ly này mẹ đau lòng lắm con ơi. Chị Thảo Sơn, em sẽ nguyện cầu trời Phật cứu độ cho chị tai qua nạn khỏi. Mình làm, chị cảm ơn em. Chị Thảo Sơn, hãy lo cho mẹ và Hữu Hạnh cùng hữu đức giúp chị. Lời chia tay này chắc không mong tái ngộ. Chị, con mưa lớn đi mạnh giỏi. Tạm biệt. Em đã ra sao rồi? Hữu Hạnh, cô không nên vùi đầu vào mén rượu mãi như vậy được. Mẹ ơi, con không dám tỉnh. Con sợ, con sợ Thảo Sương. Con sợ. Con lo cho Thảo Sương mà tự hại đời mình thì cũng đâu có cứu vãn được gì đâu. À, hay là con hận không đoạt được tình yêu của Thảo Sương. Đôi bia trái tim của Thảo Sương thì còn luôn luôn là một bóng ma. Sống trong ảo giác chẳng chờ, chợt đến rồi chợt đi, không lưu lại vết chân nào. Dù con có chiếm được Thảo Sương bằng một thể xác vô tri, sự chiếm đoạt ấy chỉ là trò đùa, một trò đùa nghiệt cay. Con đã yêu Thảo Sương thật sự, tại sao nàng phải dừng dừng miệng nói câu nghĩa vợ tình chồng, nhưng lòng thì ở bên Lý Tuấn Minh. Tại sao, tại sao lại bất công như vậy? Con cũng yêu Sương tha thiết nồng nàn. Mẹ ơi, mẹ nói đi, con phải làm gì bây giờ để chúng con được gần nhau? Mẹ nói đi mẹ. Chính tình yêu của anh đã đẩy Thảo Sương ra xa anh, và cũng chính tình yêu của anh đã giết cô ấy. Mình làm, lúc nào em cũng nói là tại anh. Anh yêu Thảo Sương là có tội hay sao hả? Hữu Hạnh, tình yêu chân thật là phải biết chôn sâu tận đáy lòng vì người yêu mà cống hiến, chứ đâu phải là trói buộc giam hãm.
Tại sao tôi lại tự dắt mình vào chỗ chết? Có phải tôi đã quá ích kỷ không? Chính anh là người ích kỷ. Trong tình yêu anh là tên cướp mi bảo tàng, cướp đoạt nụ cười của những kẻ thân yêu. Minh Lan ơi, anh phải làm gì để đền bù lại tội xưa? Minh Lan, tại sao em nhìn anh yên lặng? Em đang thương hại anh hay là em đang thù hận anh? Nói đi Minh Lan. Hữu Hành, em chỉ biết rằng em yêu anh. Em không thù hận anh sao? Trong khi anh đã yêu Thảo Sương say đắm, yêu như điên dại, anh đã để em đi bên cạnh cuộc đời, em như là chiếc bóng. Mình làm, hãy trả lời đi. Em đã nói rồi, tình yêu chân thật là cho đi chứ không ràng buộc. Có phải em vừa nói ra một chân lý của tình yêu? Mình là, em nói đúng. Anh đã quá ích kỷ trong tình yêu. Anh yêu Thảo Sương nhưng quá hẹp hòi, nên năm tháng đã biến thành thù hận. Tôi sẽ không để nàng phải chết trong hạnh phúc như vậy. Mẹ, mình là Thảo Sương, dù còn một tấc hơi, con cũng phải đem toàn lực dành sự sống lại cho nàng. Hữu Hạnh, trời ơi, không biết nó định làm gì nữa đây. Cầu xin Phật trời phù hộ cho các con. Cơn hấp hối, tại sao lại có thể đám cưới với Tuấn Minh được chứ? Nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy rõ ràng mà. Người ta tổ chức đám cưới để làm gì? Thảo Sương, trời ơi, sự thật như thế nào đây? Em đang quằn quại trong cơn đau, hay là em đang dưới sai trong hạnh phúc? Thật là thế nào đây? Anh Thuận, anh nói đi, anh nói cho tôi biết đi. Vợ tôi, Thảo Sương như thế nào rồi? Có khỏe không? Vết thương ấy ra sao? Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng chứ gì? Anh Thuận à, Sương có nhắn gì với tôi hay không? Sương có còn oán hận tôi không? Hay là Sương vẫn nhớ tôi? Có phải vậy không anh Thuận? Anh nói tôi biết đi anh Thuận. Khoan đã, anh cho tôi vào nhà chứ.
mời anh vào. Anh Thuận à, sự việc ra sao rồi anh? Anh Hạnh, anh bình tĩnh ngồi xuống đi, rồi từ từ tôi nói cho anh nghe. Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa nếu anh chưa nói cho tôi biết Thảo Sương bây giờ ra sao. Nói đi anh, Thảo Sương thế nào rồi hả? Xin lỗi anh, tôi đã không làm tròn trách nhiệm mà anh đã giao phó cho tôi. Anh muốn nói chị ấy đã... Đã sao? Chết rồi. Hả? Không thể nào. Không thể nào như thế được. Anh nói tôi biết đi, Thảo Sương không chết. Anh nói đi, nói đi, nói tôi biết đi. Được rồi, tôi xin lặp lại cho anh nghe. Chị Thảo Sương đã chết. Thảo Sương chết thật rồi. Sao em bỏ anh vậy Thảo Sương ơi? Bình tĩnh lại anh. Có than khóc, có thương tiếc cũng không thay đổi được gì, chỉ làm hại cho sức khỏe của anh mà thôi. Tại tôi hết. Tất cả tân bi kịch này là do tôi. Trời ơi, tôi là một tên đồ tể, một kẻ tàn ác dã man. Tôi đã tự bóp nát trái tim của mình và cuộc sống của những người thân yêu nhất đời tôi. Anh hãy bình tĩnh lại đi, anh đừng có bi quan. Dầu sao thì chuyện cũng đã lỡ xảy ra. Lỗi này không phải tại anh. Tại tôi, tại tôi tất cả mà. Tôi hẹp hòi, tôi bảo thủ, tôi nhỏ nhen, tôi quá nặng chữ tiết trinh và lễ giáo gia đình. Đến bản thân mình mà không hề nghĩ đến Thảo Sương. Trong khi mọi người xung quanh tôi, họ luôn luôn mở rộng vòng tay đi chờ đợi tôi. Thế mà tôi vô tình để họ cứ đợi chờ. Trời ơi, tôi là một tên tàn tật lương tâm, một người đang chết. Tôi đang chết, tôi đang chết lắm. Ông trời ơi, ông sai lầm rồi, ông sai lầm rồi. Người đang chết là tôi nè, chứ không phải Thảo Sương. Ông nghe rõ chưa? Nè, ông sai lầm rồi. Anh uống nước đi. Tôi đã nói là anh không nên tự dày dò như vậy. Anh phải tự tin vào định mệnh mới được. Định mệnh? Anh Thuận, anh là bác sĩ mà anh cũng tin vào định mệnh nữa sao? Có những điều mà chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt khoa học được. Anh cũng biết tôi là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về trị liệu những bệnh do thương tích gây ra. Vậy mà... Nhưng mà... Còn cái đám cưới... Nếu Thảo Sương đang bệnh nặng thì tại sao lại có đám cưới với Tuấn Minh? Anh Thuận... Sự việc ấy... Ra sao vậy anh? Hả? Trước khi chết, chị ấy đã cố gắng viết thư này cho anh đây. Anh đọc sẽ biết rõ ràng hơn.
xin phép anh, tôi về. Thơ của Thảo Sương. Thảo Sương viết thơ cho tôi. Như vậy có nghĩa là Thảo Sương còn nhớ tới tôi. Trong lòng Thảo Sương còn có sự hiện diện của tôi. Thảo Sương ơi, em có biết là anh sung sướng lắm không? Anh sung sướng quá Thảo Sương ơi. Anh Hành, em biết mình sắp chết nên em yêu cầu tiến hành hôn lễ với Tuấn Minh để bé Dĩ được có cha có mẹ. Gửi trao đôi lời về anh phương trời xa, biết anh mong chờ mỗi một tình vui về em. Ai số sầu trong ở đâu? Trên đồi cao chập chờn mây trắng hay dưới lũng sâu lạnh lẽo mù sương? Thảo Sương ơi, anh mất em thật rồi sao? Anh sẽ đi tìm em đây. Thảo Sương ơi, Thảo Sương. Mất em rồi, giờ tìm đâu gặp hình bóng người xưa. Lòng yêu em nhưng
mang. Hồn chơi vơi em ơi, anh buồn lắm. Em đã ngủ đôi mi khép ơ hờ, chìm giấc ngủ thiên thu ngủ vui say. Còn đâu nữa bên tai vòng tiếng cười, còn đâu nữa bên em truyền cho vui. Giờ tôi khóc, tôi thương tiếc người yêu. Lời tôi trách tôi mang kiếp đọa đầy. Người yêu hỡi lạnh lùng nắng mồ. Trong âm u tôi tăm, tôi bơ vơ lạc loài, ôm ngầm nguôi sầu đau. Tôi đã mất em rồi. Giờ tìm đâu gặp hình bóng người xưa. Lòng yêu em nhưng ôi sao muộn màng. Hồn chơi vơi em ơi, anh buồn lắm. Em đã ngủ đôi mi khép ơ hờ, chìm giấc ngủ thiên thu ngủ vui say. Còn đâu nữa bên tai vọng tiếng cười, còn đâu nữa bên em truyền cho vui. Còn đâu nữa bên tai vọng tiếng cười, còn đâu nữa bên em.